Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Dark Sage Gaming đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Don't Starve Together cùng với rất nhiều chiến hữu mới của mình. Và hiện tại thì mình đang đợi họ đi vào đây. Ok, chắc là đang chọn nhân vật. Lần trước thì mình không thể chơi được với mấy thanh niên bởi vì là cap mạng nó nhảy do ping cứ gọi là mấy nghìn. Thế là khỏi chơi. Ôi sao nhiều đá đây. Bớt đá đi coi. Oh shit. Cú đá rồi. À thấy rồi. Ông nào bị vang thì tắt cái listen to this device đi là được. Hiểu không? Tắt cái đó chỗ nào? Mở cái playback device lên ở trong cái chỗ cái hình cái loa là volume ấy. Cú đi mẹ vãi luôn. Cả lớn rồi. Cái tóc chơi Willow à? Ừ, chơi Willow. Hợp lý. Hôm nay mình chỉ còn 3 ngày nữa đến mùa đông mẹ rồi, ôi vãi luôn. Bây giờ mình sẽ cần phải mà anh còn chưa làm cái đèn ấy đây. Đây rồi, đã có thermal stone. Yeah. Cái sewing kit là cũng cái gì nhỉ? Yay, bé quá đã rồi. Sao lại bị server không phản hồi nhỉ? Wow. Hello. Đẹp trai, à nhầm xinh ấy. Uầy, đi mẹ xem áo. Thì về xinh vẫn lần. Đẹp gái bãi. Đẹp gái vẫn lần. Wicker Bottom à? Ơ, có Wicker Bottom là bé quá rồi. Ông này là Wicker nữa. Lóng cờ thế. Cuối cùng là đếch quá, chọn Wolfgang. Để ông kia ông chơi quốc gia anh kìa. Ờ, không vào được á. Chơi quốc gia. Thoát ra vào lại đi em. Cũng giờ anh đang ở trong này rồi, anh đích biết làm nào. Có ai bị trước đấy, có ai bị lỗi server không phản hồi không? Đó thì thoát ra vô lại rồi. Thoát ra vô lại đâu bị. À, server không phản hồi là do bị ping quá cao rồi. Chết rồi, ping đỏ là không vào được rồi em ơi. Rất tiếc. Đen. Hôm qua anh test ping với Quân thì Quân là vạch vàng. Quân là vạch vàng. Hôm nay không biết như nào. Cái siêu win kit là ở... Hôm nay tổng hợp lại. Ở đâu ấy nhỉ? Nếu nhớ là đâu? Ở đây. À đây, quần áo. Siêu win kit có cần 2 cái hao tút và 8 cái mảnh lưới nhện. À từ. Đi làm minor head á. Chết rồi. Để tối nay em đi cạo lông bò. Ờ hả. Kiếm nhện đi anh. Ơ nhện. Bây giờ anh đang rất cần ai đó kiếm được cái chỗ bắt bom đóm. Lai ở đâu nhỉ? Đây. Ơ đi. Trời ơi. Là đường này là có nhảy nè. Minor head, ok. Một con đom đóm thôi. Mọi người đi săn voi đi. Vãi luôn. Sói à? Săn voi chỗ mùa không? Không săn voi đến mùa đông lạnh lại. Lạnh hết cả lũ. Lạnh sắp luôn cả lũ luôn. Tập trung cao độ. Sắp sang đông rồi đấy. Còn có mấy ngày, còn có 3 ngày kìa. Còn có 2 ngày nữa thôi. Thì mẹ con chết tớ đi ra. Đi kiếm đồng bò này ông ơi. Cái gì cơ? Đi cạo lông bò đó. Ờ, cạo lông bò. Mà cái shape ở đâu ấy nhỉ? Có cái kéo em để nhà. Ờ, cái kéo để nhà. Đợi tí.
Nhưng mà nhà có lúc bò rồi, nhưng có anh nhớ là có lúc bò rồi. Có 6 lông sao đủ cho mọi người. Nên mình phải chịu khó. Nói chung là mùa đông là anh em phải đi cùng nhau. Đi mẹ có sói. Đâu cái cậu lông bò đâu, đây rồi. Cái sếp ở nhà nè. Xem có cái gì rồi. Campfire, ok. Để anh đi ra chỗ mấy con bò đã. Bò ở dưới kia. Đáng lẽ phải cài những cái mod Where's my buffalo, nhìn nó dễ. Xong mùa đông anh em đi ra Warrus Camp luôn nhá. 4-5 thằng sợ gần thì con đấy. À, sói. Đi bè em ở nhà một mình à. chú có đồ đánh nhau gì? Có mỗi cây spear còn 21%. À đi mẹ chó đuổi lầy. Ôi. Ôi vãi đồn bà con. Ôi. Bò help me bò ơi. Where are you bò? Đây rồi. Đây rồi. Chết mẹ em đi. Chết mẹ đi. Cái tụi mình ngu. Yeah. Thì đâu nhỉ? Dưới đây nè, mà dưới đây nè. Sao em? Bé quá làm sao đấy? Ai cắm cái bản gỗ cho khổ thân thanh niên bị chó đuổi. Ơi rồi lại bị rơi đuổi. This. Mẹ ơi. Thôi đừng tao làm gì mày? Lại bị rơi đuổi. Đừng thôi. Dám không. Yay. Dám ăn hiếp con chết tờ của em. Basilisk Wing. Ở đây sẵn sàng là cậu lông bò. Ôi chết rồi, đói. Kiếm gì ăn được. Đáng lẽ là đi lúc mình đi phải mang theo một hai cái kit bộ. Tôi có hai kia này ông, đắt xe này. Hãy đâu lời cái con một mắt. Kia thì nữa đi runes chả thiếu. Mà đi run mệt lắm. Và run mắc mệt rồi. Ôi đi mẹ chứ con 8 độ C thế này. Phải, trời lạnh rồi. Run bắt đầu lạnh. Hy vọng là làm sớm rồi. Làm cái đá lửa đi, không phải tèo bây giờ. Đá nhiệt quên. Vãi luôn. Mình vừa làm cái đá nhiệt xong còn 88%. What the fuck. Để mẹ làm gì vậy? Đợi qua mùa quá anh. Thôi, về làm đá nhiệt cho đủ lạnh. Rồi, ok. Đến làm cho. Cậu từ linh vậy. Đây, cậu lông đây. Cậu lông. Yay. Sau phê. Cậu lông xong chó thì anh bắt bỏ buồn thiêu. Mặt nhìn nó ngu vậy. Mặt nó nhìn ngu cực. Ôi, chết rồi. Sanity đang xuống thấp. Ozia. Lấy hình như trong tương á. Trên đó trong tương thì phải. Chết mẹ không có ai. Không có ai chơi with grip. Giờ đấy có. Ok năm. Yeah, Fishman đã trở lại. Đây là thanh niên sẽ cung cấp vũ khí cho chúng ta. Nếu anh em đòi hỏi thương với mũ của nó cũng cho anh em cứ găng băng thoải mái nhá. Tôi chỉ vào ăn để sẵn. Có giờ ăn chết tí luôn. Chết mắc hít luôn. Thằng Dương là một. Chết mẹ em rồi. Bích đỏ lom. Rất tiếc.
Thằng Net rất tiếc. Net điểu rồi, vào lâm mèo mẹ lắm, Net điểu rồi. Làm cho anh mấy cái mũ. Kiếm cái, kiếm ôi. Thêm tờ anh ơi. Thương đi. Kiếm tờ với lòng nè. Ở nhà có tơ không? Ở nhà còn có 3 tờ à. Đi săn nhện thôi. Để mẹ. Anh đi săn đi đây. Đi săn nhện thôi. Anh đi săn nhện đây. Đi làm nhện đây. Bốn cây. Cái xe tím tím này để không biết để làm gì đây. Cái gì tím tím? Cái cục đá tím á. À để teleport. Về sau xây cái chỗ cổng teleport thì mới dùng được đá tím. Ba cục đá tím. Mẹ về sau còn đống dẫn mẹ đá vàng, đá cam, đá các thể loại đá luôn. Mẹ Infinity Stone luôn. Rồi. Có gì cơ? Bắp rồi. Bắp. Ôi sao Fitman, Fitman lag thế hả em? Cơ con lợn kia, đứng lại. Tao cho mày ăn xong rồi mày thế hả? Có nhện đâu ấy nhỉ? Đây rồi, qua đi sát nhện cùng anh không? Qua đi sát nhện cùng tôi không? Ôi địt mẹ nhện level 3. Ăn xong. Qua ẩu quả bên kia luôn. Sợ đi mẹ, sao trong rừng lại có con bò này? Bò đi lạc vào rừng nữa, địt mẹ địch. Lạc đường rồi. Nhện ơi, nhện ra đây, nhện ơi. Ui, ba con nhện luôn. Bơi đây, bơi đây. Tội nghiệp Fishman. Địt mẹ toàn ra thịt thế, đâu có tí tơ nào. Có mật ong không anh? Chưa có, chưa có. Đang phải làm gì? Vãi lợn. Đéo có tí tơ nào. Fuck. Má ơi, tổ nhện level 3. Ai ai, địt mẹ vỡ, vỡ mũ, vỡ mũ. Ôi anh chết đói rồi, té đây. Solo nhận không? Anh chết đói rồi, té đây. Làm mấy cái bẫy Brazil à? Evil Flower. Té. Làm bẫy các dạng giống vậy hả? Ôi nhà xa quá mẹ ơi. How to live. Xa con bảy. Không có bơ quá. Đậu không có mật ong. Ôi chết rồi, sao đi. Hunger còn 5, eo tôi rồi. Help me. Tại đái con ong nó bay mệt quá, nằm xuống ngủ. Ong nó không có tổ nó đấy. Chết tôi rồi, chết đói đến nơi rồi. Có ai có đồ ăn không? Cho xin cái. Willow cứu. Willow cứu, cho xin cái gì để ăn với. Ô, thank you. Thằng đi. 6. Qua lại, qua đây, qua đây. Ờ, có ai? Kia kìa. Đây, tôi không mang đồ ăn theo. Ui, còn có 6 độ nè. Gì? Mẹ ơi. Em kim. 20 mấy ngày, 20 ngày. Help, 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 help. Kami cứu, cứu. Cho xin ít thịt. À. Vẽ lộn chi gót. Trời ơi. Một, một. Ôi mày thế. Em không đang giảm kể đâu. Ôi, bị rơi đuổi, bị rơi đuổi. Hạt giống, hạt giống, hạt giống. Hạt giống. Mày vãi. Ờ, cái gì đấy? Sợ làm cái này.
ơi, mid bone đâu. À. What the hell? Ok. Chim đỏ. Ai cho con chim đỏ ăn đi, kiểu nó chết đấy. Ơ, lông bò đâu nhỉ? Hết cả lông bò rồi. Có đá rồi nè. Lạnh sắp chết rồi. Còn một ngày đến mùa đông chết rồi. Có lòng chưa? Có lông rồi đấy. Có lòng thì làm mẫu gì xong qua mùa đông. Tôi nhện này. Ê. Giết thằng từng. Nhưng mà không giết có cái đông cái bốn thằng đi giết nhện kiếm đồ ăn. Không có cái ấy. Đang không có cái vòi voi thì đào đâu ra mà đói. Anh em đang không có cái tù và cái tù và vậy. Thấy rồi à, thế không thế ở trong này này. Ok đây à, cổ sống này tơ mẹ rồi à. Có mũ này ở đâu đấy? Ơ cái mũ bò đấy ai kiếm ở đấy? Sáng lên đi. Cái mũ bò đấy ai kiếm được đấy? Cái mũ bò đấy ai kiếm ở đấy? Mũ bò đâu? Mũ bò ở trong dương này của ai đấy? Như của cái bà già kìa. Đây này, biết follow hết rồi này. Mặc ấm. Có cái mũ len được kìa. Len thì đây, trong này có Winter Head. Ôi chết rồi. Sanity mình thấp quá. Nắm thanh trong tủ nè. Tủ lạnh là nắm thanh. Lại ra anh em mình phải đi giết voi. Mà không ai gì đi giết voi. Ôi có cái nón len được rồi, nón len với đá diễn nhiệt rồi xong khỏe. Ờ thế anh làm cũng len đây. Còn cái follow head kia để giữ này. Ơ cái tôi nhện rồi. Tôi nhện rồi tôi đã rồi ha. Ok. Tôi nhện thì khan hiếm quá, anh em đi giết nhện đi. Anh em phải đi giết nhện thôi. À, còn có ha, chỗ hai cái tơ nhện kìa, cay thế. Nấm xanh ở đâu nhỉ? Xong rồi, winter rồi. Đi xanh nhện. Thì anh ăn tí nấm xanh nữa. Để thu hoạch. Ai có blink không? Cho ít blink đi. Đây 40 flin đây. Ai cầm ai. Đây cần đây này. Flin này. Đây. Woo. Mày so good. Để tôi làm cái đá diệt. Anh em kiếm đánh công. Để cho bên này. Còn một cái ổ chim thì làm nốt một cái chiêu mic nữa. Alright. Đi săn nhện thôi anh em. Hello. Ơi. Đi săn nhện thôi anh em ơi, nhện đâu bây giờ? Đây. Trên kia gần hơn. Trên kia. Vãi lộn. Chim cái cụt.
Đi nào, làm gì đấy? Ờ, ông này làm xả bớt đồ cho ông Kami làm cái mũ mũ rơm làm gì đấy? Rét nó làm đèn luôn. Ờ, tí làm đèn. Tí ở chỗ làm đèn. Mà chưa bắt được con Will. À, con đấy phải mùa mùa hè mới có. Con đấy phải mùa hè mới có. Vậy mùa nào cũng đó mà. Vừa lấy chả bắt được con mẹ rồi. Đi nào, đi nào, đi nào, đi nào. Let's go, let's go. Cũng hơi chui. Hơi up, hơi up. Cái mũ bò này của ai ấy nhỉ? Mình cứ xài tạm vậy. Let's go. Ba người chạy lông tông như mất rồi. Chờ, chờ ông đằng sau nữa kìa. Đâu, ông cứ chạy tới đây, tôi đi sau nè. Đâu nhỉ? Vừa lấy nhìn, ở đây, 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 bên phải, bên phải. Vô, khiến nó cũng vậy. Hít mẹ tổ level 3. Wow. Vào đi, đếm vào, đấm vào. Đấm đấm, để cho mấy con lợn nó đấm nó dùm. Úi dồi ôi, hít mẹ spider qua đây. Đấm đó, đấm đó. Chết mẹ. Không phải đầu luôn. Yeah. Phê tận. Thịt thịt, phê tận ốc. Cái giảm, cái giảm, cái giảm. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ít vào rồi. Ai giảm. Mang, 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 đánh đi, đánh đi. Yay. Mẹ được có tí tơ. Không có cái tơ nhện nào hết. Có đúng một cái tơ nhện. Phá, phá cái tổ. Đập tổ là có tơ rồi đập. Phá tổ, phá tổ. Phá tổ về trong. Đang phá tổ mà con hiện mẹ con Spider Queen nó ra mới nhục. Ôi, tao kìa, tao kìa, hôn. Rồi, ok. Tên hẳn. Tên này, tên này, tên này. Đứng yên, đứng yên, mình mưa tên. Tối, 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 tối. Phê, phê, phê. Để tôi nhặt thịt cho, anh em cứ đánh đi. Chết mẹ đi. Ôi giời, ôi giời, ôi giời ơi. Tầm một lúc nữa thì đi săn nải cẩu. Nó đẹp. À, nó căng đầu quá. Đầu, ôi chị. Mặc giáp vào. Ôi, giáp dẫn đầy đủ đây, nhưng mà nó cắn mặt đầu. Cắn đầu cái anh em thủ tiêu tội nhà. Ôi, nó cắn đầu, thật rồi á. Nào, nào, nào. Anh em đang thủ tiêu tội nhà nè. Phá thằng mày hấp xiêm. Mấy con nhện cười vãi. Phá đi. Đây không hả? Phá đi, phá đi. Đánh đây không. Oh yeah. Thủ công quá. Ai ai cầm tôi nhẹ đi này. Đấy, cầm hết đi. Đây này, đây này, đây này. Cầm đi, cầm. Lạnh, 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 lạnh. Lạnh à, lạnh à, lạnh à. Đây, 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 hàng mười. Chặt cây luôn, đang không có cây. Xin xoa. Xin lợi phẩm. Em giữ một cái tổ nhện nè. Cứ cầm nó về để mà. Để vào trong trong dương khi nào trông xong. Không cần phải bỏ ra đâu, cứ cứ để ở trên người là nó sẽ tự động ấm mà. À, bỏ ra nó nhanh hơn không? Ok, đặt cái cao đi. Mẹ dừng cho ẩm. Chúng làm thêm cây giáo. Okay, cái quả rừng như này, nó cái quả thông như này, ok rồi. Easy game. Ờ, phá. Không đi quả như vậy thôi. Ờ, ai ném đâu anh cái tổ điện đấy, ai cầm. Sáu độ là bắn, không cao hơn được. Em lên 5 kích rồi. Ở đám thịt này nó hơi hơi không đi chơi. Vậy gì? Anh em về và làm thêm một đống mít bôn nữa đấy. Rồi câu cá ở đây mẹ tôi mua này, mẹ câu được cá.
thanh niên kia gấu nhở? Thanh niên kamikaze một kiểu luôn vãi đái. Cái kìa. Cái gì đấy? Dập lửa. À. Nguyên lâu không phải xoắn. Nguyên lâu chả xoắn. Có lửa mà. Ờ, nguyên lâu đích xoắn. Ấm. Uống cái kamikaze làm gì nhở? À, từ từ xem có... Bắt cho tôi vài con rồi, tôi không thấy con đâu đó nào để bắt đây. Không có con đâu đó nào để bắt đâu, cày vãi đài. Lần này như không có đâm đó. Cái này có 3 con rồi. Trong rừng đấy có, thì vứt được tôm con nhá. Đấy có con mẹ nào đấy luôn, cày vãi lần. Cái vùng đất mà chỗ màu trà nâu nâu này nè, cái vùng kế bên mình ấy. Ừ đúng rồi, nó là cái vùng... đây là đồng cỏ. À không phải đồng cỏ, nó là cái vùng đất kiểu... Thế nào gọi là nhỉ? Đồng cỏ đúng rồi, đồng cỏ. Còn cái chỗ bên bò là savanna. Nè, bên này nè anh. Bên nào? Bên đớp bên này nè. Đây nè. Anh chưa có lửa. Đây, để Willow đi cùng Willow. Willow đi cùng đi. Đây, không đâu nè. Chạy lên trời sáng mất tiêu rồi. Đếp mẹ, không kịp rồi. Đâu. Catch. Yeah. Bắt trượt mẹ rồi. Bắt trượt rồi. Nhìn mẹ cay vãi lợn. Nhìn mẹ tại sao bắt trượt nhỉ? Khó hiểu mẹ. Có red gem này. Mấy cục đá này về bỏ tủ lạnh. Em đầy lên mẹ. Làm đủ ai nhá, xong rồi có kia rồi làm cái máy lọc lạnh ấy. Để bên ngoài thì trồng ruộng là không héo. Ừ, có ghi ở nhà, có hai ba ghi ở nhà. Sao chú mày thấy mấy thằng điên kiếm ghi tốt nhỉ? Cứ lẽ là đéo áp tí ghi là 4 cái ghi ở nhà rồi. Ngon rồi, có ghi ở nhà không? Ai nhà than này kìa. Để lấy thêm... Ai nhà than đi, chứ kia một đống than, bí lô nhà than đi. Về làm ấy, làm nồi. Làm thêm nồi. Làm thêm nhà ít nồi quá. Kami ơi, Kami cho xin... ôi, trứng. Đi mẹ. Chó chết. Thôi nó ngủ ra kẹp. Thank you. Quá luôn. Chuẩn bị em đọc sách nè, ra thu hoạch hết đi em đọc sách. Mùa đông không lớn ở đâu, đọc. Mùa đông nó không lớn ở đâu, đọc làm gì? Chưa. Không rồi. Chừng còn đọc được nó đóng bằng mới không được mà. Không được đâu. Cái mùa đông là nó tự động, nó không ấy đâu. Đừng có nghịch dại, tốn sách. Tốn cả đống sanity không được gì. Quá trời que luôn. Thu hoạch bớt que đi để. Gì cả. Nhò. Sao còn có tí mật ong này nhỉ? Còn mười mấy bụi bê đi tươi trồng. Cất còn fly. Có quà rồi. Oh. Đéo. Đéo luôn. Sorry. Cất cái mũ lông bò đấy biết của ai nhỉ? Tôi làm thêm cái dương nữa. Yên lặng. Có ai phải khóa đám á? Yay. Tâm. Ơ kìa, sao lại có cái... Ôi, cái gì đấy? Cái gì thế? Trời má! Chắc là thanh niên bị...
Hãy còn tao nhảy, em cho một cái tao nhảy nữa. Có chuyện để đâu ấy? Đúng một đống mà sao để đâu đấy? Tao nhảy. Tao nhảy đó hết rồi ta. Không đâu, cầm để vào đi. Winter hat này. Keep your knocking worm. Đến mùa hè nữa nhở, anh em chịu khó bắt con bắt con chim, bắt con chim. À thì mẹ tầm này giờ này lấy đéo là chim đỏ. Ơ à, mấy cái lông đỏ con chim đỏ đâu hết nhở? Ai cầm rồi? Ở đây. Ui giời vãi luôn, mình có hai lông. Giết mẹ lông kia đi. Ô mày cày. Murder. Đi mẹ ra thịt. Vãi. Ơi trời ơi. Honey ham. Ở trên xe tim chỉnh đâu. Muốn chưa tốt rồi không anh? Chỉnh cái gì cơ? Được mà, ấn để nói á. Ờ được nhưng mà không nên dùng. Cái đấy nó chập chờn khó chịu lắm. Thôi đèo. Tốn thịt. À, chỗ danh sách bạn á, có kẻ đặt á. Danh sách bạn á. Ok fine. Ủa chết thằng chim rồi hả? Đang dùng voi ở Steam mà. Có vấn đề gì thế? Chim rồi. Em đi tối nay em đi vượt đêm đốm nha. Ok boy. Ở con. Khổ thanh niên dương ấy, không bỏ được. Ê, bắt được con chim rồi. Đi mẹ thịt. Thịt mới cay chứ. Alright. Bây giờ mình cần làm cái gì nhỉ? Cần hit puppy head. Nhìn cái lâu ghét. Ghét vãi. Ôi. Ở đâu trời tối lâu vậy sao? Tối lâu lắm. Cả lúc. Bé quá đi làm gì đây em? Đi bắt lông đốm à? Đi bắt lông đốm anh ơi. Làm đèn gì? Úi trời. Úi trời. Bây giờ phải đi kiếm đấm nữa cơ, không còn đấm đấy. À đi ngoài đi hái sức rồng nhờ, tại sao lại quên? Tại sao mình có thể quên được việc hái sức rồng nhỉ? Nắm hình như bên kia có trồng mấy vườn kìa ông kìa. Không đủ than kìa, thì phải cay thế. Đớm, everywhere. Không có để than đây đã. Đó, ok, về. À, có 27 than mà. Uống kia. Để xem cái máy Ice Lincomatic thế nào. Hết rồi, em đỡ đốt rừng mất tiêu rồi. Hai cái, hai gear và 15. À, phải làm cái lightning rod đã. Mười bảy con đom đóm. Oh dear. Ít rồi. Yay. Thế là có đi, cái đánh nhà con kia đây. Đánh nhà con kia là nhà con kia chỗ nào? Con Warus gì? Nó ở tít dịch. Hôm trước vừa thấy không ở đâu nhỉ? Trước vừa thấy đi, xong. Đợi má đâu nhỉ? Một cái nón nè.
Có tuyết. Ôi có tuyết rơi rồi, có tuyết rơi. Anh có rồi, anh có rồi. Tuyết rơi rồi. Làm cái đám đầu rồi. ai còn cỏ không? Em làm nón. Cỏ nè. Cỏ này, cỏ đây, cỏ đây nè. 9 cỏ. Có cần cạo thêm lông bò không nhỉ? Một cái nữa nè. Không. Giờ cạo. Giờ đi đánh. Đó, có một đống lông bò. Trời má. Mười mấy cái lông bò lên nữa mà. 22 cái lông bò. Có cất phân đi đã. Phân để em gì biết. Đom đóm ở trong tủ nha. Ai lấy? À, đom đóm trong đường chứ. Không đóng quá người cứ giữ thôi. Để tí nữa. Có tới 17 con hả? À thôi, không kệ, cho hết vào. Cái vượt bắt à chắc chỉ cầm rồi. Cái vượt em vượt hết trơn rồi. Vượt hết mới được 17 con. Đâu nhỉ? Bitbull đâu rồi? Ai đi queo. Để mình có thể đi xa xa một tí. Đồ ăn nhiều mà anh, ai nấu đồ ăn đi. Come on boy. Đệt mẹ hết rồi thì meatball rồi. Where are you meatball? Có ai cần đá lửa không? Đá flint. Đi đập hai tổ nhện. Đá flint này. Đi đập nhện cho vui nè. Chết rồi. Hết cả berry rồi. Cái xin trứng nè. Không lấy được đâu cưng ạ, à. Chắc chắn là không lấy được đâu. Thôi. Thôi kẹt của nó. Thôi cành nó ngủ. Ok, cho anh xin hai cái meatball nha. Để anh đi xa xa tí. Đi để trở về. Có hai tổ nhện gần nè. Đi mẹ, chết rồi. À, có 22 ice. Mọi người đi mai thêm ai nhá. Rồi mình đi lấy đi làm gì rồi nhỉ? Sẽ có rất nhiều việc để làm. Bữa nay Dương nghỉ mất tiêu rồi. Mình sẽ cần phải làm một cái giáp nữa này để sẵn sàng đối phó với Deer Club. Ok. Và mình sẽ cần thêm một cái khi mùa đông tới thứ bạn cần là một cái tổ nhện. Gì gì sống dài. Football helmet. Oh. Da lợn đâu nhỉ? Nhà không thiếu da lợn. Trời, mùa đông. Nượt. Như nãy giờ thiếu lều thì phải. Thiếu cái lều. À ừ nhờ, từ nãy đến giờ quên không xây cái lều. Đây là ngủ chứ. Lều ngủ, lều ngủ, lều ngủ. Thầy làm gì em có ngủ được đâu. Không ngủ được là việc của chú, nhưng mà các mọi người vẫn ngủ được. rất tiếc. Chú không ngủ được nhưng mọi người vẫn ngủ được. Không ngủ được thì thức đi. Không ngủ được thì thức đi, cần gì nữa. Chả thức. Thì đang làm. Mấy ngày không ngủ một ngày. 6 dạ, cái... 6 cái tơ nhện đi mẹ sao lắm thế. 6 tơ nhện, 3 cái... Lắm cái tơ nhện, lắm tơ nhện với lần. Ok. Bà ba. Bây giờ đi đâu nhở? Có ý kiến gì không? À đi từ từ. Đi chặt cây. Đi đâu chơi đi. Chặt cây. Anh em đi giết con rớt trước đã, biết con rớt không? Đi mấy nó ở đâu? Đâu cái thay đó. Nó ở đâu ấy nhỉ? Cái nào? Đấy mấy nó ở đâu? Với lại đi đào thêm ai thôi, hết ai nó rồi. Ai thì ra bãi đá đầy. Bãi đá không thiếu. À có con có cái tượng hôm trước, cái tượng Glomer ở đâu ấy nhỉ? Ở trên này nè. Ở đây nhìn rồi, đi rồi. Ở đâu không phải? Đó kế bên vua lợn. Trời mẹ, mới hết cả hướng này, chả biết đâu một lần.
đây là đầm lầy. Trời ơi, đây là ở chỗ nào ta? Hiện thân xem nào. Ô địt, vãi lột tí toi. Quên mất đang đứng xa nhà. Anh thấy cái nhà mát tốc độ. Đâu ấy nhở? Không biết đâu luôn à. Không thấy cái nhà mắt tốc nào luôn á. Có thấy Bi Queen này, Bi Queen ở dưới. Ừ, nãy giờ không thấy tốt nè. Maxwell. Mùa này không có tốt để đánh rồi. Có cái gì để đánh cơ? Có cái gì để đánh cơ? Hết mát chưa? Tốt đã không? Tốt đã, tốt đã, tốt cơ. Không nghe rõ lắm. Không biết đó là cái gì. Ôi chết rồi, hết cả berry rồi. Ở vậy mới đi đào ai. Ai bên này có. Ôi vừa lấy ai rồi. Come on. Vãi luôn cái gì ấy. Vãi luôn mệt. Làm nào ấy? What the fuck, làm nào đấy? Dữ cảm nè. Làm nào ra được cái gì đấy? Mới làm được. Phải cái gì cơ? Cảm nhận mới làm được. Cái gì làm, cái gì cơ, làm thế nào cơ? Thì phải có cái biểu cảm mới làm được. Biểu cảm như nào nhỉ? Cảm bấm chữ Y lên, gì? Lên. Mấy cái đó ra. Nhưng mà nó là vì cái lệnh gì mới được cơ? Xin xem. Mà lại đó chắc ông không có đâu. Ờ. Ghét vãi lời. Nghe cay vãi lời. Thầy cứu. Chào có. Nghe cay thật. Anh em đi đập A. Đập đi đi. Đồ ăn rồi. Đập đi, tôi chạy ra đây đi. Có A nè. Tính cái. Nấu hết mẹ. Đấy có một 22 cục ai cơ. Không biết hả? Oh my gosh, đây có ai rồi đây? Hảo vét hết đêm về. À, được cái trứng, về. Na 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 na. Chết mẹ. Right. 15 ở được 7 ice. Spoil hỏi chậm chậm đây. Chưa thấy tốt đâu cả. Đây nhiều ai thế? Bét hết đẹp vậy. À, anh em có xem tìm sau how to đi. Rồi à, còn làm cái sửa đồ nhưng không có sửa đồ hỏng hết cả đồ. Swing kit. Quỷ bật bắt lại gì ta? Tăng 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 tăng. Thế mùa này lại không ra cái tổ nữa, may thế. Chỉ có gỗ không thôi. Còn có 8 thịt ở nhà. Hợp.
lý. Chết rồi, không có. Không có. Có đá và bơ lô nữa thì là. Không có quick grid rồi, đào đâu ra khí anh em xài. Cầm thương yếu chết. Critter. Lúc cần thịt thì nó ra tàn tơ. Ờ sao cái tóc còn lép thế? Anh có khách thì mình cắt tóc rồi. Tôi bị đít rồi. Bị đít á? Đó làm gì mà đít? Không biết. Keep blast. Kitty kit. Vào lại đi. Tự dưng một thanh niên bay mất. Buồn ngay. Ờ dưới này có cái fire pit của ai nhỉ? Chụp chỗ mày muốn chết hả? Định hắc tá của em. Oh fuck. Ôi, rơi. Ai kì mẹ. Chó chết. Mới ra cái ổ cánh cục gần nhà cái ép trứng được không? Ơ cái giáp cũ vỡ mất rồi. Ui mẹ ơi. Đấy. Oh shit. Come on. Ôi, sao chết rồi. Tìm được cái Warus cam xong chết mẹ rồi. Có ai ra đây cứu với. Ui Warus, con Warus nó đánh khỏe vãi ạ. Cẩn thận nhá, dưới đây có Warus đấy. Thấy cái Warus cam nữa, đừng có đi vào, nó đâm chết giờ. Đây, cứu, help. Cứu anh đi xong rồi anh em tạm dừng ở đây. Chơi hơn tiếng chết rồi nè. Chết chưa? Con nào chết cơ? Chết rồi, mà đâu cái đất kia, đâu cái đất cái kia đâu. Đấy luôn, ông dụ nó vào góc à? Hay là gì? Hả? Ông dụ nó vào góc hay là gì? Yeah. Thì, giết được rồi. Tới 3 ngày sau là con nhỏ nó lớn lên rồi giết tiếp. Ôi lạnh. Từ đã. Đang lạnh chết người ở đây con khỉ gì.
Oh my god. Bị lạnh chết rồi. Để đốt lửa cho này. Ui. Mày thế, đi tuè. Một nhà đó hả? Hả? Còn nhà nào nữa không? Còn khá nhiều cái Warrior Scout đấy. Cũng 5 cái cơ. Nào. Đứng đi. Chỗ nào chúng đánh hết rồi. Lửa màu đang thấp, còn 11 que. Trời ơi. Thôi rồi, quay về nhà đã. Kiểu toi. Ôi, sao lắm rơi thế. Vừa nãy ông kia, ông Kami, ông giết con Varus là ông dồn vào góc hay như nào đấy? Dí cho nó ơi, chừng nào nó dừng lại đánh. Ờ đúng rồi. Đấy, con, đấy, con đấy phải đuổi, dí, con đấy phải đuổi. Dí họ để mày nó đứng lại. Dí nó mày nó đứng lại là lắm. Cho anh mượn nhờ cái tủ lạnh coi. Ok. Ôi không còn, không còn đồ gì hồi máu rồi. Chết rồi. Hết cả berry nữa. Thôi anh em nghỉ nhá. Tạm thời dừng ở đây thôi. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và nếu như các bạn cảm thấy video của mình vui, hay và rất là giải trí thì xin vui lòng để lại cho mình một like hoặc comment ở bên dưới và nhớ subscribe channel của mình nhá. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp sau. Bye bye.